Hai chào mọi người đến với giáo trình đệm hát trên đàn organ. Mình là Thiện Organ. Với phương pháp ngắn gọn và dễ hiểu nhất, Thiện sẽ giúp mọi người đệm organ nhanh chóng và một cách cấp tốc nhất, và tất cả mọi người đều có thể học, miễn là chúng ta có một cái niềm đam mê âm nhạc và chúng ta có sự chăm chỉ luyện tập thì mọi thứ sẽ thành công đó. Và với cái giáo trình này thì mọi người không cần biết quá nhiều nhạc lý, hoặc là không cần biết nhạc lý cũng được, chúng ta vẫn có thể học, và thì sẽ hướng dẫn mọi người từ những cái cơ bản nhất và áp dụng vào cái bài đệm hát luôn, và không cần học những cái mà nó không cần thiết mà là nhạc lý nâng cao đó. Và cái thời gian học á, thì sẽ cố gắng làm sao thì sẽ dạy một cách ngắn gọn nhất, mọi người đàn bài nào là đàn bài đó luôn, nó không có kéo dài như những trung tâm chúng ta phải vô học từng cuốn sách này, từng giáo trình này, nó hơi bị lâu đó. Và cái ứng dụng thì mọi người có thể đàn trong một buổi tiệc để tặng một người thân của mình này, mọi người sẽ rất bất ngờ về bạn đó đó. Và những cô chú bác anh chị có thể là ở nhà mình học đàn để mình giải trí, mình đàn cho mọi người thân mình hát, và mọi cái thắc mắc trong cái quá trình học á là Thiện đều sẵn sàng để giúp đỡ mọi người và giải đáp hết, và Thiện sẽ cùng đồng hành mọi người trong cái khóa học này làm sao chúng ta đi tới cái đích và thành công nhanh nhất. Và nó là một cái nền tảng để chúng ta một nền tảng vững chắc cho anh em nào mà muốn học nhạc công đi show đó. Và đây những cái chúng ta sẽ biết được cái cấu trúc đệm hát một bài hát như thế nào, hay là biết đệm điệu bolero hay là điệu cha cha như thế nào. Và Thiện sẽ dạy mọi người là giống như là mà học một nhưng mà hiểu 10. Chúng ta sẽ đệm khoảng 2-3 bài thôi, nhưng mà chúng ta hiểu để đệm vào những bài khác nữa. Và cái tiêu chí của Thiện á là dạy làm sao mà là nhiệt tình, hết mình, vui vẻ, và làm sao cho nó hiệu quả nhất cho mọi người, và làm sao cho tiết học nó thoải mái nhất. Hãy cùng cố gắng và chăm chỉ luyện tập. Xin chào mọi người.